cho mọi người thấy có biết cây gì không? Em đang cầm cái cây này. Xanh mướt luôn ạ, bóng luôn. Xinh lắm. Ờ, đây là cây trường sinh nha mọi người. Thì cây trường sinh này là một loài cây cạnh mà được dưới văn phòng ưu chuộng. Đó, về vậy thì mình cần tìm hiểu xem là ý nghĩa, công dụng và cách làm sao có thể trồng được cây trường sinh này nhá. Với lại cái hình dáng nhỏ nhắn với màu sắc tươi mắt này, cây trường sinh có thể với vẻ đẹp tinh tế như thế này, sức khỏe dồi dào nên là được nhiều người yêu thích đó. Thì hãy cùng cây đời có thể tìm hiểu được cái công dụng của cây trường sinh và cái ý nghĩa của cây trường sinh này với cái tên đẹp trường sinh này nhá. Hiểu không? Cái cây trường sinh này thì thuộc họ bỏng đó và có nguồn gốc từ Madagascar ở Nam Phi. Ngoài ra thì cái tên trường sinh còn được gọi với nhiều cái tên khác như là lá bông này, đã bất tử này, diệp sinh căn này, cây bỏng và thiên cảnh tạc dao đó. Có rất là nhiều tên để có thể gọi cái cây này ở nhiều vùng khác nhau đó. Cây trường sinh này thì có thân bóng này, mọng nước. Thân của nó bóng và mọng nước lắm mọi người ơi. Và đặc điểm chung của loại cây loại này thì thuộc họ thuốc bỏng này, chiều cao trung bình khoảng 10 đến 40 cm thôi. Đó. Thì thân mọc nhiều rễ và có thể hút nước tốt. Trong không khí này lý lá thì màu xanh đậm, tròn và mọc từ gốc hoặc là từ thân cây. Cây trường sinh này thì ra hoa vào tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Và tuy nhiên thì cây ra hoa thì không được thường xuyên và không được to như là những loại cây khác. Và cây này chịu hạn rất là tốt và ít sâu bệnh này, phù hợp với mọi điều kiện. Nên là bạn có thể không có mất nhiều thời gian để có thể chăm sóc cây đó. Về ý nghĩa thì cây trường sinh này thì là cây trường sinh này tượng trưng cho cái sự trường tồn vĩnh cửu, bởi vì cái màu xanh thì thể hiện cho thấy cái sức dồi dào ấy, sống được với mọi thời mọi môi trường. Và có lẽ vì thế mà người ta đặt cái tên trường sinh. Ngoài ra thì cây này còn có mang ý nghĩa may mắn, tốt lành, gia đình hòa thuận, khỏe mạnh và gắn kết. Về mặt phong thủy thì cây trường sinh này đại diện cho hành mộc. Thì bởi vì cái cây đều là màu xanh mơ mởn như thế này, đầy sức sống nên là thích hợp với những anh thuộc hành mộc nhé. Người trồng cây thường sẽ được may mắn này, mọi chuyện hạnh thông này, gặp dữ hóa lành. Theo mệnh tuổi thì tuổi ngọ là hợp với cây này, bởi vì cái người tuổi ngọ thì sẽ thích phiêu lưu này, sống tự do, hoang dã và nhiệt tình. Đấy, cần sợi dây cương để có thể buộc lại, để có thể không làm gì quá xa và quá sai lầm. Trồng cây trường sinh này sẽ giúp cho tuổi ngọ ổn định tinh thần này, và giúp cho cái công việc của tuổi ngọ có thể thuận lợi hơn này, làm ăn và cũng như là thấu đáo hơn, để không như con ngựa đứt dây cua chạy hoài mà không đến đích. Đó, ý nghĩa của nó là như vậy. Về công dụng thì trong đời sống thì cây trường sinh này thì ngoài cái vẻ đẹp làm cảnh đẹp thì hay vượng khí cho gia chủ. Và cây trường sinh này cũng mang lại nhiều lợi ích khác cho đời sống. Cụ thể là cây trường sinh này giống như một loài cây khác là làm sạch không khí và đồng thời có thể loại bỏ các khí độc, bảo vệ đường hô hấp như là hệ thần kinh của con người ta. Thêm vào đó thì cây cũng có khả năng là hút bức xạ ánh sáng,
bức xạ ánh nắng này, năng lượng này và thiết bị điện tử như là máy tính, điện thoại di động vẫn giúp ngăn chặn được các yếu tố gây ung thư. Vì vậy thì dưới văn phòng hoặc là các nhà xưởng rất là hoan nghênh cái cây này. Ngoài ra cây trường sinh cũng trải về môi trường những dòng năng lượng tích cực và giúp làm việc hiệu quả hơn, giảm stress và tinh thần vui vẻ hơn. Về cách trồng thì chúng ta có thể trồng cây trường sinh này trong đất nè, trồng theo cách gieo hạt hoặc là ngâm ngâm canh cây. Đó, cách mà ngâm canh và ngâm lá cành chết đó. Về cách chăm sóc thì cây này thì cho nước, cây này thì cho nước và ngập đủ rễ, phần rễ và tránh bị ngập lá và giọt thủy sinh đấy, tránh tiếp xúc ánh nắng mặt trời và có thể tiếp xúc nhẹ 1 đến 2 tiếng vào buổi sáng để giúp cây quang hợp và đặt lại nơi bóng râm. Cây này thì để nơi ưa ẩm nhé. Cây này để nơi thoáng mát thôi, mình có thể tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào cây. Khi cây đã nảy mầm và phát triển ở mức cố định thì tưới cây tầm 1 lần trong 1 tuần và chỉ tưới 2 lần một ngày khi mà cây mới ngâm xong, mới chiết cành xong ấy, mới ra mầm. Và có thể bón phân NPK 2 tháng 1 lần để cây không bị sâu. Và nếu mà có lá sâu như cành thối hư thì có thể cắt bỏ đi để không bị ảnh hưởng đến cây khác. Đó. Thì câu hỏi mà các bạn thắc mắc là mua cây trường sinh ở đâu và giá cả của nó như thế nào, thì đây, mình xin thông báo với mọi người là ở trên showroom showroom 39 cây đời thì đã có cái cây này rồi, đã có sẵn nhé các bạn. Thì các bạn có thể qua shop luôn hoặc là các bạn có thể ấn vào đây để gọi số điện thoại này, mình sẽ tư vấn cho các bạn về giá cả này và về công dụng của nó, thì mình sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn đó. Và về giá cả thì cái cây này giá cả rất là rẻ luôn, là nó chỉ dao động từ 70 đến 200 một cây, tùy vào cái kích thước của cây to nhỏ nha các bạn. Đó. Thì đó cũng là một số thông tin mà mình chia sẻ với các bạn. Thì cây trường sinh này cũng như là ý nghĩa và cách trồng của cây trường sinh, thì mong rằng thì cái bài clip này của mình thì có thể giúp cho các bạn tìm hiểu thêm được về ý nghĩa của một loài cây. Đó, về cây trường sinh thì mình xin chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Xin chào các bạn.